Trận bán kết 1 của Euro 2020 tiếp tục chứng kiến cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa Italia và Tây Ban Nha. Đây đã là vòng chung kết Euro thứ tư liên tiếp chứng kiến hai đội chạm trán nhau ở vòng loại trực tiếp. Lợi thế đang nghiêng về đội bóng xứ Bò Tót với hai chiến thắng, đặc biệt là trận thắng 4-0 ở chung kết Euro 2012. Tuy nhiên lần này, các cầu thủ của huấn luyện viên Roberto Mancini đang trình diễn một phong độ ấn tượng khi đã toàn thắng ở cả 5 trận từ đầu giải. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Mancini cho thấy rõ sự tự tin dù vẫn tôn trọng đối thủ. Vào tới giai đoạn này, nghĩa là cả hai đội tuyển đều đã chơi tốt và xứng đáng với nỗ lực của mình. Tôi nghĩ cơ hội là 50-50 cho cả hai. Họ sẽ chơi bóng bằng tất cả khả năng, nhưng chúng tôi cũng sẽ nỗ lực chơi bóng theo cách của mình. Điều đó sẽ khiến trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn, bởi Tây Ban Nha là đội bóng với nhiều tên tuổi tài năng và chúng tôi cũng vậy. Tối nay chúng tôi sẽ phải phòng ngự chắc chắn để ngăn chặn sự nguy hiểm của các cầu thủ Tây Ban Nha và vung lên để vượt qua khó khăn. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng mọi khả năng có thể để người dân Ý tự hào về Azzurri. Và nếu lọt vào đến trận chung kết, chúng tôi sẽ giành thắng lợi này tặng cho Spinazzola vì sức chiến đấu tuyệt vời của cậu ấy. Dù vậy, chấn thương của hậu vệ Spinazzola cũng là một tổn thất đáng kể cho đội bóng áo thiên thanh trước trận bán kết này. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Luis Enrique cũng đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu tại Wembley. Tương tự như Italia, đội bóng xứ Bò Tót trông chờ nhiều vào sự gắn kết trong lối chơi và khả năng tỏa sáng của các cầu thủ trẻ như tiền vệ Pedri hay thủ thành Unai Simon. Đây là một điều tuyệt vời. Khi chúng tôi không phải một đội hình nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chúng tôi xứng đáng vượt qua vòng tứ kết với màn thể hiện của mình. Bây giờ là lúc tập trung vào trận đấu tới. Đó là một cơ hội lớn để lọt vào chung kết và chúng tôi cần nỗ lực 100%. Một bất lợi đối với tuyển Tây Ban Nha đó là họ đã phải trải qua liền hai trận đá 120 phút, đặc biệt là loạt penalty cân não với tuyển Thụy Sĩ. Đội bóng bán đảo Iberia cũng bay tới London muộn hơn tuyển Italia trước trận đấu.